quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng định kỳ lúc 8 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập kỳ này sẽ tập trung vào chủ đề: nguồn tiền tệ từ các ngân hàng đang được điều chỉnh bởi các chính sách tài chính nhằm dẫn dòng vốn đến với nhu cầu đích thực của việc phát triển kinh tế thay vì đi sai hướng vào các lĩnh vực đầu cơ mạo hiểm chỉ dẫn tới tăng trưởng ảo. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục. Trang Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất, chuyên phân phối đa dạng các vật liệu có thương hiệu hàng đầu Việt Nam và trên thế giới. Hoa sen hôm ôi sao tuyệt thế, giải pháp toàn diện cho ngôi nhà chúng ta. Hoa sen hôm, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Thưa quý vị, tổng mức bán lẻ trong những tháng đầu năm đã có sự tăng trưởng so với năm 2021. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là lượng hàng hóa tiêu thụ tăng thì ít mà giá cả hàng hóa lại tăng nhiều, dưới tác động tăng của giá xăng dầu liên tục trong những tháng đầu năm. Theo tổng hợp từ Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ tháng 4 ước đạt gần 4,5 ngàn tỷ đồng. Do vậy, lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ ước đạt 18,5 ngàn tỷ đồng, tăng 10,45% so với cùng kỳ năm 2021. 11 trong 12 nhóm hàng trong tổng mức bán lẻ đều tăng trưởng. Tuy nhiên, theo phân tích, thì các mặt hàng chủ yếu tăng về giá cả do tác động dây chuyền từ giá xăng dầu tăng. Nhóm hàng hóa xăng dầu các loại đã tăng đến 18,86%, kéo theo mức tăng cao ở một số nhóm hàng khác như nhóm ô tô con tăng 23,9%, nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 14,47%, nhóm lương thực thực phẩm tăng 10,77%, nhóm hàng hóa khác tăng 12,59%. Đặc biệt, giá xăng dầu tăng khiến nguyên liệu đầu vào các ngành sản xuất vật liệu xây dựng tăng, kéo theo đó là thị trường các vật liệu xây dựng thiết yếu đã có sự tăng giá và hiện vẫn đang duy trì ở mức cao. Bước vào những tháng nắng nóng, các mặt hàng giải nhiệt mùa hè như điện máy, điện lạnh hút hàng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng này đẩy mạnh tiêu thụ. Nhiều doanh nghiệp đưa ra các chương trình hậu mãi lớn nhằm thu hút khách cũng như bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Tháng 4 và tháng 5 cũng là cao điểm của tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022. Nhiều doanh nghiệp ngành ăn uống lấy tiêu chí an toàn để thu hút khách. Song song đó, các ngành chức năng cũng đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống, thực phẩm để đảm bảo chất lượng hàng hóa tới tay người tiêu dùng. Quản lý thị trường cũng như Sở Công Thương cũng thường xuyên kiểm tra và hàng năm thì đều có các cái đoàn đi theo kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, làm sao để đảm bảo được cái hàng hóa phải an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, dòng vốn từ ngân hàng đóng vai trò điều tiết tài chính trong nền kinh tế. Vì vậy, các chính sách tài chính ngân hàng khi được điều chỉnh sẽ kiểm soát dòng tiền từ ngân hàng vào nền kinh tế. Kết quả là tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh tế nói chung. Và trong giai đoạn hiện nay, nhiều chính sách về tài chính ngân hàng đang được thực thi nhằm thay đổi dòng tiền từ ngân hàng với mục đích khơi thông dòng vốn cho sản xuất và kinh doanh đích thực, hạn chế vốn chảy vào những kênh đầu cơ chỉ sinh lợi ảo. Thị trường chứng khoán trong tháng 4 và tháng 5 sụt giảm đáng kể. VN Index giảm 300 điểm và chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Ngoài yếu tố tâm lý thì các chính sách siết chặt của nhà nước về thị trường tài chính là yếu tố chính dẫn đến sự biến động của thị trường chứng khoán. Các quy định về siết chặt cho vay những lĩnh vực rủi ro cao đang được ngân hàng nhà nước triển khai, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Theo thống kê từ ngân hàng nhà nước, cho vay bất động sản của nhiều ngân hàng đã chiếm tới 30-70% tổng dư nợ cho vay, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thị trường. Sau một thời gian tăng trưởng nóng, đang có dấu hiệu giảm thanh khoản. Nhiều khu vực sốt đất nay rơi vào tình trạng đóng băng, khiến nguồn vốn cho vay bất động sản cũng rơi vào rủi ro và nằm trong ngưỡng cảnh báo nguy cơ của ngân hàng. Ngân hàng nhà nước khẳng định, việc siết cho vay bất động sản sẽ không tác động tiêu cực đến nhóm đối tượng vay vốn xây dựng, sửa chữa, mua nhà ở của người dân. Đây là một khu tái định cư còn đang dang dở tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Nếu người dân tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn vay từ ngân hàng, thì tiến độ xây dựng ở các khu vực quy hoạch đất ở hay tái định cư sẽ được lấp đầy nhanh hơn.
Vì vậy, vấn đề là các ngân hàng phải phân biệt rõ được danh mục các món vay đầu cơ hay đầu tư về nhà đất để cho vay đúng đối tượng. Việc siết chặt cho vay ở những lĩnh vực rủi ro cao và nới lỏng cho vay ở các lĩnh vực mang lại cơ hội phát triển cho nền kinh tế luôn là bài toán của các ngân hàng thương mại. Siết cho vay bất động sản, gia tăng cho vay sản xuất kinh doanh phục hồi sau dịch chính là bài toán của các ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn cho nguồn vốn và góp phần phát triển kinh tế xã hội. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, đến cuối tháng 4, tổng nguồn huy động qua các tổ chức tín dụng đạt 180.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 140.000 tỷ đồng. Chênh lệch 40.000 tỷ đồng cho thấy nguồn cung từ các ngân hàng đang cao hơn so với cầu. Các ngân hàng thương mại vẫn cần gia tăng cho vay các thành phần kinh tế. Lượng vốn rót vào các doanh nghiệp chưa ở mức cao, mới chiếm 33% tổng dư nợ. Hiện có 3.550 doanh nghiệp còn dư nợ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu, đạt 45.000 tỷ đồng. Bên cạnh việc cân nhắc đối tượng vay vốn sao cho bảo đảm an toàn nguồn vốn, thì các ngân hàng thương mại cũng phải cân đối các nguồn huy động sao cho các doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng nhất, với lãi suất cạnh tranh nhất. Các doanh nghiệp đều cần vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong lúc này. Nhưng với những khó khăn từ dịch Covid-19 vừa qua để lại, thì nhiều doanh nghiệp không thể chấp nhận lãi suất cao để đầu tư vào hoạt động. Và với vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, thì ngoài cái nguồn vốn huy động trong dân cư thì chúng tôi tích cực tìm kiếm được các cái nguồn vốn lãi suất thấp từ các cái định chế tài chính trong và ngoài nước nhằm đảm bảo là khách hàng tiếp cận được cái nguồn vốn giá rẻ. Chính sách cho vay phục hồi kinh tế vẫn đang được các ngân hàng thương mại triển khai để đẩy nguồn vốn vào nền kinh tế. Đến hết tháng 4, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với hơn 4.000 khách hàng, với tổng giá trị nợ cả gốc và lãi hơn 4.000 tỷ đồng. Chính sách giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 được thực hiện với hơn 40.000 khách hàng. Số tiền lãi đã được miễn giảm hơn 170 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ gần 45.000 tỷ đồng. Cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số cho vay đạt 69.000 tỷ đồng. Có rất nhiều cái chương trình mà miễn phí cũng như là giảm lãi suất. Thì đối với các khách hàng ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 như các cái khách hàng liên quan đến ngành vận tải, liên quan đến ngành du lịch và liên đến các cái dịch vụ khác như là ăn uống và các cái dịch vụ khác thì đều được ngân hàng chúng tôi giảm lãi theo đúng chương trình của Ngân hàng Nhà nước quy định. Và chúng tôi ngoài ra còn miễn một loạt các loại phí, đồng thời cơ cấu các khoản nợ này giúp cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng là có cái thời gian giãn nợ để hoạt động. Điều tiết nguồn vốn cho vay bằng các chính sách nhằm thay đổi dòng vốn đến với nhu cầu đích thực của nền kinh tế là yêu cầu cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế đang lấy lại đà tăng trưởng sau dịch bệnh. Thưa quý vị, nếu không có sự điều tiết dễ dẫn tới việc dòng vốn sẽ đi vào các kênh đầu cơ rủi ro, chỉ tạo nên bong bóng tăng trưởng ảo. Vấn đề là sự linh hoạt của các ngân hàng sẽ giải bài toán cho vay như thế nào khi mà mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều cần vốn. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý vị.